chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những thông tin chính sau đây. Phòng quản lý xuất nhập cảnh trả lại tài sản cho người dân. Di Linh gặp mặt già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Công an Đạ Tẻ bắt đối tượng cướp giật. Tiếp đến là phóng sự an toàn phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Cuối chuyên mục là ghi nhận qua đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán tại thành phố Bảo Lộc. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức gặp mặt và tặng quà cho già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Di Linh. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo, ban dân tộc tỉnh đã động viên thăm hỏi các già làng, người có uy tín, đồng thời đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và ngành chức năng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc của đảng và nhà nước tại địa phương. Mong muốn các già làng và người có uy tín trên địa bàn huyện Di Linh tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua của địa phương. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban công tác mặt trận ở thôn, khu dân cư, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Vừa qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã nhặt được một ba lô do người dân đánh rơi khi đến làm hồ sơ xuất nhập cảnh tại đơn vị. Trong ba lô có một máy ảnh hiệu Canon. Trong ba lô có một máy ảnh hiệu Canon, một kính mát, hai mũ hiệu Adidas cùng nhiều vật dụng khác. Tuy nhiên, trong ba lô không có một giấy tờ của nhân thân hoặc thông tin cá nhân nào để liên hệ với chủ nhân. Bằng mọi biện pháp để trả lại tài sản cho người đánh rơi, ngày 15 tháng 2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã rà soát những người đến làm hồ sơ trong ngày và liên hệ được chủ nhân và mời người đánh rơi tài sản là anh Phạm Tiến Phú, trú tại huyện Lâm Hà, đến đơn vị nhận lại tài sản. Nhận lại tài sản bị mất, anh Phú đã cảm ơn sâu sắc đến cán bộ chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh vì trong thời gian ngắn đã tìm ra chủ nhân của chiếc ba lô để trả lại toàn bộ tài sản cho người bị đánh rơi. Mặc dù tài sản không lớn, nhưng đây là hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an huyện Đạ Tẻ đã tổ chức hội thao Công an huyện lần thứ nhất năm 2019. Tham gia giải có 7 đội đến từ các đội nghiệp vụ và công an thị trấn Đạ Tẻ. Các đội thi đấu theo 2 bảng để chọn ra 2 đội xuất sắc nhất vào chung kết. Qua 2 ngày thi đấu sôi nổi, giải bóng chuyền đã mang lại cho khán giả nhiều trận cầu đẹp mắt. Kết quả đội điều tra hình sự kinh tế ma túy đạt giải nhất. Hội thao Công an huyện Đạ Tẻ sẽ diễn ra từ nay đến hết tháng 3, gồm các môn thi đấu như bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá mini, cầu lông, kéo co và chạy vũ trang. Đây không chỉ là dịp để cho các bộ chiến sĩ trong đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực công tác, mà còn là dịp để ban tổ chức chọn ra những cá nhân xuất sắc, phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh vừa phối hợp với Công ty Truyền tải Điện Lâm Đồng tổ chức thực tập phòng cháy chữa cháy tại trạm biến áp 500 kV Di Linh. Tình huống giả định đám cháy xảy ra tại phòng điều hành của đơn vị. Khi phát hiện cháy, bộ phận kỹ thuật đã cấp cầu giao điện và báo cháy với cảnh sát phòng cháy chữa cháy đóng tại thành phố Bảo Lộc. Đồng thời di chuyển tài sản và sử dụng phương tiện tại chỗ như bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu. Nhận được tin báo, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Lâm Đồng triển khai lực lượng và đám cháy đã nhanh chóng được khống chế và dập tắt. Buổi thực tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên của trạm 500 kV Di Linh về công tác phòng cháy chữa cháy trong quá trình làm việc, đồng thời tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng chữa cháy của lực lượng và phương tiện phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, kiểm tra công tác phối kết hợp giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và các đội viên phòng cháy chữa cháy nếu có sự cố cháy nổ xảy ra, sẽ phối hợp nhịp nhàng, kịp thời có hiệu quả, làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra. Với hành vi dùng dao truy đuổi, khống chế cướp tài sản của người đi đường, Nguyễn Viết Thanh, sinh năm 1990, trú tại xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻ, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đạ Tẻ tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra.
Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2, chị Lê Kim Xuân sinh năm 1993, trú tại huyện Bảo Lâm, điều khiển xe máy cùng con gái đang đi trên đường tỉnh lộ 725 theo hướng Đạ Tẻ – Bảo Lâm. Khi đến khu vực đèo Con Ó thuộc địa bàn xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻ, thì bất ngờ bị một thanh niên bám đuổi và dùng dao khống chế, buộc giao nộp tài sản. Bị từ chối, đối tượng tiếp tục dí dao vào bụng, đồng thời giật một dây chuyền vàng trên cổ chị Xuân rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo, công an huyện Đạ Tẻ vào cuộc điều tra, rà soát hàng trăm đối tượng trên địa bàn. Đến trưa ngày 12 tháng 2 thì xác định, bắt giữ được hung thủ là Nguyễn Viết Thanh khi đối tượng đang lẫn trốn trong rừng sâu. Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận do bị nợ nhiều nên nảy sinh ý định cướp giật để trả nợ và tiêu xài. Được biết, Thanh từng có hai tiền án về tội trộm cắp và hủy hoại tài sản, vừa mới ra tù vào ngày 25 tháng 1 năm 2019. Hiện công an huyện Đạ Tẻ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý vụ việc. Thưa các đồng chí và các bạn, mạng lưới các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở kinh doanh đặc thù có điều kiện là những loại hình có vị trí quan trọng trong việc cung ứng và tiêu thụ hàng hóa, và là một trong những cơ sở được xếp vào loại nguy hiểm về cháy nổ. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng, các đơn vị và tiểu thương cần có biện pháp chủ động phòng chống cháy nổ, hạn chế tối đa và giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy gây ra. Cùng với chợ Đà Lạt, chợ mới Đà Lạt Center là một trong những khu chợ lớn của tỉnh Lâm Đồng. Với gần 1.000 quầy sạp, lượng người ra vào chợ mua sắm khá đông nên nguy cơ dẫn đến cháy nổ cao. Để nhân dân và tiểu thương nâng cao hơn nữa ý thức phòng cháy chữa cháy, thì việc tuyên truyền, kiểm tra khả năng hoạt động của các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, đảm bảo các quy định an toàn phòng chống cháy nổ là việc làm đối với Ban Quản lý chợ mới Đà Lạt Center hiện nay. Không những ở dịp Tết mà trong tất cả các thời gian mà trước đây cũng như là thời gian sắp tới thì chúng tôi luôn luôn đẩy mạnh cái công tác là an toàn phòng cháy chữa cháy là lên hàng đầu. Ở góc độ về con người thì về nhân lực á, thì chúng tôi có cái đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và chúng tôi bố trí vào hàng ngày. Lúc nào trong ca làm việc cũng có ít nhất là 5 đến 10 người để bố trí khi mà xử lý những tình huống mà khẩn cấp. Thời điểm cuối năm, nguy cơ cháy nổ tăng cao đối với tất cả các ngành nghề, các mặt hàng kinh doanh. Bởi ngoài lượng hàng nhập vào phục vụ Tết nhiều, thì sự chủ quan, lơ là của người kinh doanh là nguyên nhân gây ra cháy nổ. Dù chưa xảy ra cháy nổ với ngành hàng xăng dầu trong thời gian qua, tuy nhiên việc nhắc nhở cảnh báo không sử dụng điện thoại, các chất dễ dẫn đến cháy nổ, chấp hành tốt các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các chủ cửa hàng xăng dầu, nhân viên kinh doanh và khách hàng là điều không bao giờ thừa. Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh yếu tố thời tiết đang chuyển mùa hanh khô thì nhu cầu sử dụng điện, khí ga của người dân tăng đột biến cũng là nguyên nhân dẫn đến tình hình cháy nổ có nguy cơ diễn biến phức tạp. Thống kê cho thấy, hiện trên địa bàn tỉnh có gần 1.000 cơ sở kinh doanh, chiết nạp và kho chứa ga nằm trong lẫn ngoài khu dân cư. Do đặc tính dễ bắt lửa và gây nổ nên quy trình chiết nạp ga tại các trạm luôn phải đảm bảo quy định. Hầu hết các trạm chiết nạp, kho chứa ga đều được thiết kế thông thoáng, được đầu tư bài bản về hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, bình xịt cứu hỏa, vòi dẫn nước chữa cháy ở tất cả các điểm quan trọng, sẵn sàng cho mọi tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Chúng tôi luôn là chuẩn bị những phương án là đáp ứng nhu cầu cho khách hàng, nhưng về mặt an toàn kỹ thuật thì chúng tôi luôn luôn cảnh giác chứ không phải vội vàng trong những ngày cung cấp mà quên lơ là trong cái việc quản lý chặt chẽ cái đội ngũ xăng chiết nạp và vận chuyển. Chúng tôi hoàn toàn đề cao cảnh giác vấn đề đó. Đúc rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay công tác phòng chống cháy nổ ở Lâm Đồng hiện đã và đang được triển khai một cách toàn diện, hiệu quả hơn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, chú trọng tăng cường công tác phòng ngừa, hướng dẫn, kiểm tra và đảm bảo lực lượng phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Trong đó, kiểm tra đồng bộ các cơ sở trọng điểm, những cơ sở, khu vực có tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy cũng đã xây dựng các cái kế hoạch để đảm bảo công tác an toàn phòng cháy cháy. Trong đó bao gồm những công việc như là tuyên truyền, hướng dẫn bà con nhân dân, rồi các cơ sở chấp hành tốt các cái quy định
chấp hành tốt các cái yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời tổ chức đảm bảo cái lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở hoạt động tốt, cũng như tổ chức tiến hành tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên, cho cơ sở. Để hạn chế thấp nhất những vụ việc đáng tiếc, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, cùng với nỗ lực của Ban Quản lý các chợ, Trung tâm Thương mại và cơ quan chức năng liên quan, mỗi hộ kinh doanh, tiểu thương và người dân khi tham gia mua sắm đã nâng cao ý thức đảm bảo an toàn cháy nổ, vào cuộc quyết liệt và thận trọng hơn nữa, đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng cháy chữa cháy để mọi người, mọi nhà đón một cái Tết an toàn và bình an. Thưa các đồng chí và các bạn, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, tỉnh ta nói chung, thành phố Bảo Lộc nói riêng đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui Tết đón xuân. Ghi nhận của chuyên mục An ninh Lâm Đồng về lực lượng công an thành phố Bảo Lộc. Đây là hình ảnh triển khai lực lượng thực hiện đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 được Giám đốc Công an tỉnh phát động. Trong đợt cao điểm này, Công an thành phố Bảo Lộc liên tục triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm, thường xuyên tuần tra phối hợp về an ninh trật tự trên các tuyến địa bàn trọng điểm, gọi hỏi đối tượng hình sự, đối tượng ma túy. Đặc biệt, Công an thành phố Bảo Lộc đã điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án, đem lại niềm tin trong nhân dân. Về trên cái lĩnh vực đấu tranh phòng ngừa đấu tranh tội phạm hình sự thì lực lượng công an thành phố Bảo Lộc đã làm rõ một vụ giết người, bắt 5 đối tượng và phá một chuyên án cướp giật tài sản, cũng bắt 5 đối tượng và làm rõ, điều tra mở rộng làm rõ 24 vụ mà các cái đối tượng này gây trên địa bàn, đồng thời là phá một cái chuyên án về đối tượng trộm cắp xe máy, trong đó thì bắt giữ 4 đối tượng và làm rõ 9 vụ liên quan. Bên cạnh đó, Công an thành phố đã kịp thời phát hiện các hành vi buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, làm tốt công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng, đồng thời triển khai tốt việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các phường, xã, củng cố lực lượng an ninh ở cơ sở và các mô hình trong công tác phòng chống tội phạm. Số lượng mắt camera chúng tôi là 98 camera an ninh được bố trí ở các cái khu vực trọng điểm, nhất là các cái ngã ba, ngã tư, phục vụ đảm bảo cho cái việc là phát hiện là các cái đối tượng nghi vấn, rồi phát hiện các cái đối tượng thanh thiếu niên tụ tập là gây mất trật tự ở địa khuya và sử dụng trái phép chất ma túy và hướng di chuyển của các đối tượng mà có các hành vi phạm tội. Đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống ùn tắc trong dịp Tết, Công an thành phố Bảo Lộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông và tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là việc thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trong thời gian này. Trong cái thời gian vừa qua thì cái vấn đề mà người sử dụng rượu bia tham gia giao thông tỷ lệ rất cao. Và qua nghiên cứu đánh giá của Công an thành phố Bảo Lộc thì đây cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Chính từ cái đánh giá phân tích của Công an thành phố Bảo Lộc nên là chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn trên toàn địa bàn thành phố. Thì chúng tôi phối hợp với lại phòng cảnh sát giao thông và chủ động tổ chức kiểm tra nồng độ cồn trên khắp cái địa bàn thành phố Bảo Lộc. Có thể thấy rằng, qua thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 ở thành phố Bảo Lộc, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo và công tác triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an, nên địa bàn thành phố Bảo Lộc không xảy ra đột biến bất ngờ, an ninh trật tự và an toàn giao thông được đảm bảo, phục vụ tốt cho các hoạt động trong dịp Tết cổ truyền và đem lại không khí bình an cho nhân dân vui Tết đón xuân. Những hình ảnh của phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!